Thì bây giờ là coi như là đã là no no sai rồi. 7:15 thì đội chúng tôi đã xuống hồ buffet xong. Hồi nãy mình đã review rồi, review cho các bạn xem rồi ha. Bây giờ thì mình cũng vừa biết cái thông tin nhẹ nhẹ này nha các bạn, mình tại vì mình ngồi chung với tôi của các bạn chung với ban lãnh đạo của tập đoàn Mường Thanh á. Hiện nay là cái khách sạn Gia Lai này đó thì đã sang lại cho tập đoàn Mường Thanh rồi nha các bạn nha. Mình mới vừa ngồi tâm sự với ban lãnh đạo của tập đoàn Mường Thanh đó. Người ta xuống đây người ta vẫn như khách du lịch, cho nên một số nhân viên chưa biết làm sao lãnh đạo. Hiện nay là tập đoàn Mường Thanh đã sang lại cái khách sạn Gia Lai rồi các bạn nha. Đây mình quay cho các bạn xem đây. Đây thầy đây. Sao tối thầy ngủ ngon thầy? Hồi tối có đi đốn lửa trại gì không? Không hả? Rồi tối vợ chồng con có đi không? Ra chơi đêm hả? Có đốn lửa trại gì không? Xong rủ ai đi hết trời? Rồi về cái đâu? Cái hồi thấy 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 đưa lên trang ở đầu cái nó ủ tử, ủa sao lẹ vậy, ai mới đây đưa lên trang rồi ăn ăn nhiều không? Dạ nhân tổng chạy một con ra chứ từ còn có để ra lại là hết. Trời ơi ủ ghê á, phải phải có buổi sáng mà bà xe ra chị làm hồi thì trời không vậy là hồi tối này đây đi nè, hai chồng nói hai con đi đi ra chỗ ấy đó, ra chỗ hô ra là chịu nhảy được hai bản thôi à. Tối tâm đi hả? Rồi thôi mình review cho các bạn xem nha. Em chào cả nhà, tối cả nhà mình ngủ ngon không? Em nghĩ là tại vì hồi đó giờ mình ngủ dưới thấp không, rồi hồi tối này ngủ trên cao nó khó ngủ. Khó ngủ thì ngủ được. Dạ. Ba cái giường mà cái máy lạnh quay qua hai giường kia giường bên đây. Không mà mình phải nói là Phương Bình là cái khách sạn này cái dàn lạnh máy lạnh nó hơi yếu thiệt. Không có lạnh mẹ gì hết rồi. Không có lạnh luôn, thì rõ ràng là không lạnh luôn. Không có đâu, bên em đóng cửa luôn rồi có lạnh đâu. Ủa, không lạnh gì á. Bên kia hôm qua mình mở 22 độ thì nó cũng lạnh cống luôn, mà nay độ mở 22 độ thì không lạnh. Sao trời ơi, tối này tao dòm trên chứ không thấy gì luôn, gà chở mới lạnh và nghe lại mà không lạnh. Làm như là cái dàn lạnh này nó hơi yếu. Thế lại phỏng vấn nhỏ là tối này nó có đá dầm không? Con trai, hồi tối này con ngủ con có đá dầm không? Rồi đó là suy nghĩ rồi. Thôi để lát lên xe đi con trả lại nha. Giờ con thấy khó quá thì lát lên xe trả lại. Trong nhóm xong rồi đi thấu hí gì hết á. Mình sẽ lấy mấy miếng khoai lang các bạn. Đây mình sẽ lấy miếng khoai lang nha. Đó ăn khoai lang thôi. Đây là bánh giò đồ hả? Khoai lang bánh bao. Ăn đi.
đúng rồi, đĩa muỗng đâu rồi, rồi vậy đó, ăn sang vậy đó. Rồi giờ mình đi lấy cái muỗng các bạn, mình lấy cái muỗng mình nĩa mình ăn khoai lang ha. Rồi mời cả nhà ăn khoai lang với mình nha. Ở nhà tôi cũng phát phi mì hơn, phi mì nấu nước dừa. Dạ, ở nhà con vợ nấu cũng ngon, lột phi mì ra xong rồi cái nấu với nước dừa tư á, dăm cốt nấu xong rồi cái đặt xuống, rồi cái tốt chế lên cho đặt xuống. Trời ơi, anh biết không? Hiện nay khách sạn này nó bàn giao rồi, bàn giao cho Mường Thanh à. Chúng ta là nhận dùng bàn giao, tại nãy ngồi chung với băng có không? Nãy em đang ngồi với băng anh đạo luôn mà đâu biết, rồi lát nó nói mình mới biết. Nhưng mà mình chưa biết sự thật như thế nào. Được. Ba ngàn cổ á, ba ngàn kia. Ba ngàn cái. Đúng thế. Chúng ta ba ngàn cái vàng cũng đâu có nhiều. Ba ngàn cái vàng. Tỷ ra vàng. Hỏi tâm rốt cho anh như nước trà không? Dạ, có nước tắm nè. Hả? Ít rồi, không còn nhiều đâu. Nóng quá. Ừ, nóng à, nóng. Đang sửa xe hậu luôn, còn này vẫn mới luôn. Đúng không? Cái từ là bây giờ lại không bỏ. Không, nó bỏ luôn á. Tại nó bị coi như là sa sút xuống, nó phải bỏ lấy cái, người ta lấy cái lên, người ta có lấy xuống đâu. Cái bị vi phạm thì thường thường là tao bỏ hết. Cảm ơn nhiều. Đây nữa con. Dạ chú, cảm ơn con. Không ấy, mình hùng tiền là mình lấy nhà ăn đi. Lấy nhà rồi không lấy trà. Phần chú nhà ăn này mình thu. Ngủ trên kia là nó thu, phần chú nhà ăn là mình thu. Tính lấy cái nắp. Rồi mình nắp đầu thằng đánh á. Mình hùng cây thôi. Cây hai. Có cây hai, cây. Có hai thằng đấy. Không làm gì hết. Hồi nãy có hai trái ở đây đem trả, không thấy anh để có ba trái đây, quay phim nãy có ba trái à, nhưng mà em lại em trả gọi là nó xuất khẩu loại để cho heo ăn, heo ăn chuối còn đứt. Ủa heo mà con chuối nữa? Ừ, bán Sài Gòn mà bán ngàn chiếc. Thầy có biết những gương mặt nào không? Giờ làm muốn gì? Rồi giờ chỉ biết người đó hả? Giờ là anh đó là người dân tộc rồi. Đâu nó Thái Lan mà. Có Thái Lan hả? Dạ Thái Lan. Đó là siêu cao của Thái Lan. Hồi lúc mà đối đầu với lại Đức Đức cái hồng trên mình đó. À. Đó là vua phá lưới mấy kỳ rồi một đất cứ mua về đây. Đồng muốn người dương cho đậu Hoàng Gia Lai. Mà giờ như giờ hết rồi. Hết rồi. Hôm nay là hình như là đang kêu lại cuốn miệng lại. Mấy bữa nay đang thương. Anh làm mấy nhiệm kỳ, anh làm mấy nhiệm kỳ. Giờ nhắc kỳ cái hồng trên năm. Anh này nhắc kỳ dữ à. Ừ. Nhưng mà ông bằng ông bắt treo, bắt treo là còn Đức trả lương về huấn luyện tiểu nha là ông trả cái túi đó. Trả 20.000 mà. Một tháng là 80 triệu tiền gì đó. Bộ Đức là có máy, bộ Đức là có máy bay riêng á. Đầu tiên của Việt Nam luôn. Ừ.
người đầu tiên mua sở hữu trực thăng của Việt Nam. Mà ông muốn là phi công Nguyễn Thành Trung hay là bỏ bom cái độc lập lái chứ. Như là đầu tiên đâu, đó cũng phải Bạc Liêu. Có hả? Bạc Liêu, đó là cái xe. Đâu, hồi đó máy bay luôn mà. Hồi đó máy bay. Đi thăm ruộng. Đi thăm ruộng. Thì đây cũng là cũng là. Hồi đó thì con cấp mình về, hồi đó có cái đặc biệt đó mà. Thì Bạc Liêu đó là ở Pháp nó nhập qua cho hai chiếc xe màu rô, cái xe kết, cái xe màu bầu mà qua Thái Lan vận chuyển lại đó là còn một đồng dương một chiếc. Ba của bộ rồi, ba của Bạc Liêu mua tặng chiếc.